Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Thảo Nhi Xe Sang. Vâng, hôm nay bên em vừa cập bến được chiếc Audi Q5 sản xuất 2013. Vâng, em chiếc xe này em mua về. Và khi đi trên đường em có tâm sự với bác chủ xe là nếu có Guinness Việt Nam công nhận thì em dám khẳng định xe cũ cùng đời, con này nó phải là đẹp nhất Việt Nam đấy ạ. Vâng ạ, vì chiếc xe này chạy 7 vạn km, một chủ sử dụng từ mới nhá, cực kỳ mới chứ không phải mới ạ, chiếc xe siêu mới đấy ạ. Dạ vâng, còn xe mới như nào thì em sẽ quay chi tiết các bác nhà mình xem nhá. Con xe mới thì trong ngoài phải mới ạ, máy móc phải zin và không đâm đụng va chạm nhá, nội thất phải đẹp nhá thì mới được gọi chiếc xe mới nhá, chứ còn xe mà lát mà xấu thì không được gọi những chiếc xe đẹp đâu ạ. Dạ vâng, cam 360 này, cam sau này có cam 360 rồi, đèn đón các bác xem này, cực sắc nét nhá. Audi là công nghệ đèn đi trước theo thời gian nên là chất lượng đèn của em nó thì không thể chê được ạ. Các bác nhìn giải đèn nét này, yêu chưa, công nghệ chưa. Đấy, Audi Q5 thì được sử dụng động cơ 2.0, tiết kiệm nhiên liệu nhá, xăng ăn trung bình từ 6 đến 7 lít trên 100 km thôi ạ. Đấy, chiếc xe được mệnh danh là lành như Toyota mà vẫn thuộc phân khúc hạng sang nhá. Đấy, cực kỳ lành, bền bỉ, tiết kiệm ạ, giá thành phải chăng ạ. Dạ vâng, đây cam 360 đây nhá, em quay nhá. Đây, rồi vành này, cùng phanh cực sang bóng này, lốp Michelin này, mới cứng này, rất chi là đẹp nhá. Đấy, dáng của em nó thì SUV thì hạng rộng rồi. Đấy, công nghệ có, sang trọng có, tiết kiệm có đấy ạ. Và đèn đóm này em quay này, cực kỳ sắc sảo nhá. Audi thì thiên về đèn rồi, không thể chê được rồi. Đây logo Audi thương hiệu nổi bật này, cam 360 này. Đấy, dòng này thì các bác nhìn năm tháng theo thời gian nó vẫn vậy thôi ạ. Audi thì ngôn ngữ thiết kế vẫn chỉ như này thôi ạ. Đấy, không nỗi mốt nỗi thời nhá. Vâng ạ. Đấy, và bây giờ em sẽ quay các bác nhà mình xem khoang nội thất nhá. Dòng này thì 4 cánh cửa đều là tự động rồi ạ, thông minh tự động xịn xòa nhá. Đấy, gạt sang là mở cửa nhá. Đấy, và bước khoang nội thất thì em sẽ quay các bác từ mã kính còn zin theo xe đi ạ, 2013 có số 3 này. Đấy, táp lô cánh cửa, táp đi cánh cửa này, nhựa nguyên bản nguyên mới, không có một vết xước gì đấy ạ. Các bác xem mình ốp nhựa này, tất cả trong xe con này toàn ốp da mới ấy nhá, da mới gỗ ấy nhá. Đấy, nút mở cửa, khóa cửa ấy này. Đấy, khóa cánh cửa, khóa kính này, 4 cánh cửa đều tự động đi xuống kính nhá, auto nhá, chỉnh gương đi ạ. Đấy, xịn xòa sáng bóng nhá. Vâng ạ, đây là mở cốp này. Đấy, dòng này thì đây mã lốp nó sẽ in ở đây này, thông số nhà máy này sẽ in ở đây này, dán đây cho các bác dễ nhìn này, đăng kiểm này. Đấy, bước vào khoang nội thất thì các bác xem em nó mới mức độ như nào ạ, không có một vết xước dù là nhỏ nhất trong khoang nội thất chiếc xe này nhá. Em quay này, sáng nguyên nhựa đây, bơm lưng này, chỉnh ghế các hướng này, rất nhiều hướng nhá, tất cả một sáng bóng inox sáng nguyên nhá, đẹp xịn xòa nhá. Đấy, con xe nó đẹp thì tất cả các góc cạnh phải đẹp, chứ không thể nói chạy 7 vạn mà xe xấu thì không thể nào đẹp được ạ. Có chạy 7 vạn vạn hay chạy 5 vạn thì một chiếc xe xấu vẫn là xe xấu ạ. Có giữ gìn hay không các bác nhìn em quay các bác sẽ biết ạ. Đấy, từ da ghế này, màu này là phải giữ gìn mới nội thất kem mới được đẹp như này nhá. Thì nội thất kem mà không giữ gìn sẽ bẩn ngay nhá, ố bẩn ngay nhá. Dạ vâng ạ. Đấy, đẹp chưa các bác xem này, sắc sảo chưa. Rồi là từ cái phím chỉnh đèn auto tự động hết này, bật lên là sáng này, đấy rất chi xịn xòa nhá. Rồi chỉnh sáng tối màn hình nhá. Đấy, con này thì không thiếu một công nghệ gì rồi ạ. Đấy, những cái ốp mạ chrome trên những cái điều hòa này. Đấy, rồi vô lăng các bác xem này, giữ hay không ở vô lăng ạ, vì các bác sử dụng vô lăng nhiều nhất ạ, cầm bám nhiều nhất mà tôi còn đẹp như này thì em hỏi các bác là con xe nó có đẹp hay không ạ. Đấy, em quay này, sáng nguyên này, phím này, rồi logo này. Đấy, đẹp chưa. Vâng ạ. Đấy, rồi là những cái cruise control này, xe này cruise control phải khoảng cách hết đầy đủ nhá. Rồi là giải số vô lăng tất cả có hết nhá. Con xe này thì không thiếu một công nghệ gì rồi ạ, rất chi là xịn xòa nhá, đắt tiền ạ. Đấy, màn hình đầy đủ này. Đấy, rồi là điều hòa tự động 3 vùng này, nóng lạnh hai bên nhá, khác nhau nhá, đằng sau cũng 3 vùng nhá, rất chi là công nghệ nhá. Vâng ạ. Rồi những cái sở tốp này, phanh điện tử này. Đấy, rồi là phanh khoảng cách các thứ nhá. Các bác nhìn củ số nó yêu chưa, mới chưa.
chiếc xe đẹp thì những cái củ số phải mới nhá. Dạ vâng ạ. Đấy các bác xem nội thất kem em nó này, đẹp chưa? Màu trắng nội thất kem bao giờ là cái màu mà hot nhất ạ, đặt hàng khó nhất ạ. Dạ vâng. Màu này nội thất này hồi đấy đặt hàng phải đợi nhá chứ không có ngay đâu ạ. Dạ vâng ạ, bác chủ xe đã phải đặt 3 tháng mới có xe đấy ạ. Đấy, bên này có tất cả mở cửa tự động hết nhá. Dạ vâng ạ. Đấy, bước vào khoang nội thất các bác xem này, bên này mã kính đầy đủ hết nhá, xịn sò mới chưa. Đấy, từ ốp nhựa rồi ốp vân gỗ này rất chìa sáng bóng nhá, này tất cả là nhôm đúc hết nhá chứ không có sơn xi mạ đâu ạ, dòng này là đúc hết ạ, nguyên khối hết ạ. Đấy, ốp nhựa ốc chó này, gỗ ốc chó này, gỗ ốc chó xịn sò nhá. Đấy rồi là em sẽ quay các bác xem này, tem mát này. Đấy rồi là ghế chỉnh điện bên phụ này đầy đủ hết nhá, không thiếu một tính năng gì đây ạ. Nên đời này là hồi đấy rất nhiều tỷ rồi, nên chiếc xe phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí để các bác nhà mình đi lại được ạ. Đấy, ghế da đẹp chưa ạ? Đấy, các bác nhìn màu kem đang quay này, quay gần này, còn đẹp nó mới lắm ạ. Vâng ạ, không thể chê được đâu ạ, dòng này thì không có gì để chê đâu nhá. Đấy, vâng ạ, tại sao em nói là Guinness Việt Nam công nhận vì chiếc xe các bác xem em quay đến đâu nó mới đến đấy ạ. Không có một gì gọn, xấu nhá. Đấy các bác xem này, ốp này, rồi táp lô này. Đấy, đẹp chưa, tất cả nguyên bản hết nhá. Đấy, rất nhiều loan chiếc xe này nhá, bản full rồi nhá. Dạ vâng ạ. Đấy, rồi cốp này, rộng rãi để đồ này. Đấy, không thể chê chiếc xe này của em đâu ạ. Đấy, các bác nhìn ốp gỗ này, xung quanh rất chi nhiều điều hòa này, rất nhiều chỗ điều hòa nhá. Hộp tùy tay để đồ này. Đấy, rồi là những cái nút ấn đèn này. Đấy, sáng lắm ạ. Đấy, ấn riêng đọc sách có này, hai bên riêng này. Đấy, rồi là đá kính này, gương chống chói này. Đấy, xịn sò nhá. Vâng ạ. Và sau đây em sẽ quay cho các bác nhà mình xem khoang phụ nhá, khoang đằng sau nhá. Đấy, khoang này thì bác chủ xe tâm sự với em gần như không mở cửa đến ạ, vì không chở người ở đằng sau ạ. Đấy, rèm đằng sau tránh nắng đầy đủ này, rất chi là xịn này. Đấy, dòng này thì tiêu chí em nó thì rất chi là cao rồi, nên là tất cả những tính năng công nghệ là phải đủ hết khi nhà sản xuất ra chiếc xe này ạ. Đấy, những tắp luôn quanh cửa này, mã kính này đầy đủ hết, không chê được đâu nhá, rất nhiều loa nhá. Đấy, em bảo rồi, xe đẹp thì quay đến đâu nó phải đẹp ạ. Đấy, em sẽ quay những cái chốt đóng cửa này gần như không đóng đến ạ, các bác nhìn xem này. Đấy, e-lock sáng nguyên nhá, chưa đóng đến chiếc xe này, đằng sau gần như không mở cửa đến nhá. Chủ xe tâm sự với em là con xe anh chỉ một mình và đi rất ít cà phê thôi. Đấy, nên gần như không đi đến nhá. Những bản này cánh cửa em quay vừa lấy rất chi là to dày dặn nhá. Đấy, đấy, vâng ạ. Ghế này đẹp chưa, các bác xem này, ghế căng đét ạ, màu kem đẹp lắm ạ. Đấy, những ốp cốc để đồ này, học ra cốc để đồ này, đóng vào này, gọn gàng này. Đấy, rồi là điều hòa này, điều hòa đằng sau này. Đấy, đầy đủ hết nhá, không thiếu một tính năng gì nhá. Dạ vâng ạ. Những cái chốt treo quần áo này, treo móc để đồ này, đèn sau này. Vâng ạ. Đấy, con xe này thì nó thiên về chiều chuộng khách hàng rồi, nên không thiếu một tính năng gì đâu ạ. Những cái gọc ghế này đủ hết nhá. Vâng ạ. Và sau đây em sẽ quay khoang cốp xem này. Cốp thì dòng này là cốp điện hết nhá, ấn vào tự lên nhá. Đấy, rất chi là tiện lợi các bác chở đồ nhá, không phải là dùng lực đâu nhá. Đấy, đóng vào dùng nút này. Đấy, nút đóng cốp này này. Vâng ạ. Đấy, khoang cốp cực rộng rãi nhá, các bác có thể chở gậy gôn được nhá, rất chi là rộng ạ. Ở ốp bọc tất cả xung quanh xe, chiếc xe nhá, tất cả bọc hủy hết nhá. Và những cái chốt buộc để đồ này, đỡ rung nắp này, bốn chốt đầy đủ này. Vâng ạ. Đấy, đây là nốt dự phòng. Nhắc đến nốt dự phòng thì con xe này nốt dự phòng chưa lăn bánh trên đường bao giờ nhá. Em nhắc lại là nốt chiếc xe này chưa hề lăn bánh xuống đường bao giờ. Các bác nhìn gai còn nguyên này. Đấy, chưa lăn bánh trên đường bao giờ nhá. Xe giữ gìn đến mức độ như vậy thì còn thế nào để chơi đâu ạ. Đấy, vâng ạ. Đấy, và sau đây em sẽ đóng cốt cho bác xem này. Đấy, những cái đóng gọc ghế này. Đấy, chốt để đồ gọc ghế này, hai bên nữa ấn gọc ghế nhá. Đấy, vâng ạ. Và xem sẽ đóng cốp này, ấn một chạm thôi ạ, chỉ một chạm thôi ạ. Rất chi là xịn sò, đắt tiền nhá. Những cái công nghệ này thì gần như những xe đắt tiền, tiền tỷ bây giờ mới có đấy ạ. Xe vài trăm các bác gần như không có tính năng này đâu ạ. Option đắt tiền nhá. Đấy, mở cốp ở đây này, mở khoang cốp, khoang máy là ở đây nhá. Đấy, vâng ạ. Xe này em mới mua về, đâm là tất cả khoang máy còn nguyên bản, em chưa có một dấu hiệu gì rửa nhá. Vừa về xong, xe đẹp, em quay luôn các bác mình xem, vì rất nhiều khách hàng quan tâm.
Thành ra em quay clip luôn các bác xem là xe mộc mạc sẽ như nào. Đấy, và sau clip này em mới rửa. Đấy, đã bảo. Sau clip này em rửa khoang máy để cho sạch sẽ nhá. Nhưng em muốn tại sao? Hướng đến khách hàng thì chiếc xe đẹp thì tất cả mua về như nào, giữ hiện trạng như vậy để quay cho các bác nhà mình xem để thực tế nhất chiếc xe nhá, nguyên bản chưa rửa sẽ thế nào nhá. Đấy ạ, thực tế nhất ạ, chứ không có dầu dĩ hay là ướt át đâu ạ. Các bác nhìn lên trục này, toa này, sáng bóng này. Đấy, rất chi là khô ráo sạch sẽ nhá. Chứ còn thực ra em nói các bác là em rửa đơn giản thôi. Nhưng mà tại sao em muốn hướng đến các bác nhà mình xem là xe em mua về như nào, em quay hiện trạng như vậy để cho các bác yên tâm là xe không ẩm dầu ướt át gì nhá. Đấy, dòng này thì em muốn xe sang, các bác ở xa mua đấy không về được thì em sẽ quay kỹ vấn đề này, em lau rồi đấy, còn nguyên bụi bẩn nhá, từ lúc mua mới như nào bây giờ vẫn vậy nhá, em lau rồi rất sạch sẽ này nhá, em không muốn rửa tại vì em muốn quay những cái mộc mạc nhất để các bác mua yên tâm là chất lượng xe bên em bán ra nó tốt như nào ạ. Đấy, vâng ạ. Đấy, xe thì tất cả em bảo hành là xe máy móc hộp số nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước nhá, tất cả nguyên bản 100% ạ. Bên em bảo hành máy móc cho khách hàng 2 năm khi mua xe nhá. Dạ vâng, chiếc xe này được mang biển kiểm soát ở Đồng Nai ạ, đăng kiểm đến từ tháng 5 2024 đến tháng 5 2024 ạ. Biển này 60A này. Đấy, vâng ạ. Xe một thủ đầu Audi Q5 sản xuất 2013, chạy 70.000 km, một chủ từ mới nhá. Vâng ạ, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em theo số hotline là 077 403 9999 ạ. Dạ vâng, cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm và xem hết video ạ. Xin kính chào các bác ạ, yêu các bác ạ. Các bác có nhu cầu gọi ngay cho em nhá. Dạ vâng.